Washington DC, Maryland và Virginia xin có phần phát biểu trong buổi tối hôm nay. Xin mời ông Đỗ Hồng Anh. Kính thưa quý bậc trưởng thường, kính thưa ông hội trưởng hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức vùng Washington, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn bạn trong vùng thủ đô Washington và toàn thể quý quan khách hiện diện trong tối nay. Thưa quý vị, có một người mà trong bất cứ sinh hoạt của cộng đồng nào cũng đều có mặt. Có một người mà bất cứ công tác nào của cộng đồng cũng đều hỗ trợ một cách hết sức tích cực. Thưa quý vị có biết người đó là ai không ạ? Thưa quý vị, người đó chính là anh Nguyễn Kim Hùng, là hội trưởng hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức. Thưa quý vị, nhân đây, từ đáy tâm tư chúng tôi xin được gửi đến anh Nguyễn Kim Hùng và hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức lời tri ân chân thành nhất và nồng nàn nhất của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Kính thưa quý vị, ngày xưa khi chúng ta nói về cái sự đoàn kết gắn bó giữa những người chiến sĩ ở tiền tuyến và những người dân ở hậu phương thì chúng ta thường dùng cái câu là tình quân dân cả nước. Thưa quý vị, sau bao nhiêu năm vật đổi sao dời thì cái tình quân dân cả nước đó cũng đậm đà, cũng vẫn thấm thiết như ngày nào, mặc dù là từ năm 1975 trước sự phản bội của đồng minh, thể chế Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã bị bức tử một cách oan uổng. Những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là những người lính trong hội cựu sĩ quan trừ bị Thủ Đức đã không còn là những người quân nhân đại diện cho một quân lực kiêu hùng nhất Đông Nam Á nữa. Những người cựu quân nhân này cũng không còn là những người xông pha trận mạc, giữ gìn biên cương, bảo vệ bờ cõi mà ông cha chúng ta đã ngàn đời gây dựng nên. Và khói súng chiến trường cũng đã tắt liệm từ bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, trong tâm tư của những người lính Việt Nam Cộng Hòa nói chung và những người cựu quân nhân trong hội cựu sinh viên trừ bị Thủ Đức nói riêng, vẫn còn tổ quốc, trách nhiệm và danh dự, vẫn còn cái khí thế đấu tranh kiêu hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta và cái tinh thần đấu tranh cho một nước tự do, dân chủ vẫn còn đó trong mỗi người của chúng ta và sẽ mãi mãi còn đó cho đến khi nào chúng ta có được tự do, dân chủ cho 85 triệu đồng bào trong nước. Thưa quý vị, ngày xưa đó là những cựu quân nhân là những chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiêng theo việc đao cung. Ngày hôm nay theo cố nhạc sĩ Duy Khánh thì đó là những người lính già đã xa quê hương, nhưng lúc nào tâm tư cũng vẫn hướng về quê hương, vẫn hướng về đồng bào ruột thịt của chúng ta đang sống từng ngày khổ sở với chế độ cộng sản độc tài. Ngày xưa, những người lính Việt Nam Cộng Hòa nói chung và những người cựu quân nhân trong hội cựu sinh viên trừ bị Thủ Đức nói riêng đã sống theo cái châm ngôn cư an tư nguy, tức là sống trong an bình nhưng vẫn nghĩ tới cái nguy nan trước mắt cần phải đối phó. Thì sau bao nhiêu năm, cái tinh thần đó, cái châm ngôn đó vẫn được các anh duy trì, gìn giữ và áp dụng trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đang sống một cách yên bình ở nơi đất nước tự do này, nhưng lúc nào cũng nghĩ tới những nguy nan của đồng bào chúng ta đang phải gánh chịu trước nạn xâm lăng của bọn ngoại thù phương Bắc và sự đàn áp dã man của nội thù trong nước. Chính vì vậy, với khí thế đó, với tinh thần đó, chúng tôi tha thiết
kêu gọi kính mời tất cả các cựu quân nhân trong hội cựu sinh viên trường Bị Thủ Đức cũng như tất cả quý vị hiện diện nơi đây để tham dự đông đảo cuộc biểu tình mà chúng tôi dự trù tổ chức, cộng đồng dự trù tổ chức vào ngày 1 tháng 10 sắp tới, để chúng ta cùng nhau biểu tỏ cái tinh thần đấu tranh bất khuất cho một đất Việt Nam độc lập tự do. Nhân cái ngày gọi là ngày kỷ niệm 60 năm Trung Cộng chiếm được Hoa Lục, và cũng là ngày khai thành khánh thành cái tòa đại sứ Trung Cộng ở đó, thì chúng tôi đã lợi dụng cơ hội này, lợi dụng cái cơ hội mà có tất cả những cái cơ quan truyền thông báo chí nước ngoài chăm chú nhìn vào đó, chúng tôi tổ chức cái cuộc biểu tình ngay trước tòa đại sứ đó. Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả quý vị hãy nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của cộng đồng, thì chúng ta nói thay cho đồng bào trong nước, nói thay cho 85 triệu đồng bào trong nước chúng ta đang bị đàn áp dã man, mỗi khi đứng lên bày tỏ lòng yêu nước thì chúng ta sẽ nói thay cho họ để cho thế giới thấy rằng tinh thần đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập của chúng ta vẫn còn đó và sẽ mãi mãi còn đó, và chúng ta quyết tâm đến đấu tranh theo đúng tinh thần của danh tướng Lý Thường Kiệt khi xưa: Nam quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đẳng hành khang thủ bài hư. Đó là tinh thần mà chúng ta phải gìn giữ và duy trì cho đến khi nào chúng ta chiến thắng được quân thù, đẩy lui được vào ngoài xâm và giải thể chế độ cộng sản, mang lại tự do dân chủ cho 85 triệu đồng bào trong nước. Thưa quý vị, ngoài ra trước đó một tuần lễ thì cộng đồng cũng sẽ tổ chức một cái buổi picnic cộng đồng để thắt chặt tình đồng hương, thì chúng tôi nhân đây cũng xin tha thiết kêu gọi quý đồng hương hãy đến tham dự buổi picnic cộng đồng đó. Trước nhất để chúng ta thắt chặt tình đồng hương, sau nữa để chúng ta chứng tỏ một lần nữa tinh thần quân dân cả nước sẽ không bao giờ phai nhạt, cũng giống như thời nào khi mà trước khi mà đất nước chúng ta bị nhuộm đỏ bởi kẻ thù phương Bắc. Trân trọng kính chào quý vị. Xin chân thành cảm ơn Đỗ Hồng Anh. Và tiếp theo đây chúng tôi xin được mời chiến hữu Đoàn Hữu Định, là chủ tịch của Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa ở vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Xin mời chiến hữu Đoàn Hữu Định. Kính thưa quý niên trưởng và quý chiến hữu, tôi chiến hữu Nguyễn Kim Hùng, hội trưởng hội cựu sinh viên sĩ quan trường Bị Thủ Đức, từ ban tổ chức đêm mời ngộ. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, từ ngày quân trường võ khoa tại Nam Định, Thủ Đức và Đồng Đế tung ra chiến trường từ Bắc chí Nam Việt Nam, bao sĩ quan trừ bị, sự can đảm của một lớp người được rèn luyện cấp tốc để chỉ huy binh sĩ trong một cuộc chiến tàn khốc đã cho thấy khi đất nước cần là những người trai trẻ nước Việt sẵn sàng đáp ứng. Sự dấn thân và gương hy sinh của các sĩ quan trừ bị thật đáng khen ngợi. Tiếp theo, vận nước trôi nổi, người sĩ quan trừ bị chịu chung số phận với toàn dân miền Nam Việt Nam. Dù bị bất tử, truyền thống của người sinh viên sĩ quan trừ bị vẫn được tiếp diễn ngày hôm nay, khi hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị vùng Hoa Thịnh Đốn được thành lập và trên đà phát triển. Là một hội đoàn cột trụ dấn thân trong công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia tại địa phương này, bất cứ sinh hoạt nào của cộng đồng cũng có thấy sự hiện diện của người cựu sinh viên sĩ quan trừ bị và gia đình. Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận ghi nhận sự đóng góp lớn lao của hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị vùng Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi kính gửi đến quý niên trưởng, quý chiến hữu hội viên cùng gia đình lời cảm tạ sâu xa, lời chúc sức khỏe, may mắn và an bình trong đêm hội ngộ đêm nay. Kính chúc toàn thể quý vị những giờ phút thoải mái, vui nhộn, thưởng thức những thức ăn ngon miệng và nghe một chương trình văn nghệ đáng thưởng thức. Trân trọng kính chào quý vị.